nhận luôn. Một chú hai chú ký mấy không ạ à? Ba chú lai dạ anh Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Chào cả nhà anh Vũ ơi. Chào cả nhà. Bữa nay tới ngày thăm bảy chồng nữa cô chú anh chị, thì trước khi thăm bảy đầu tiên á, cho lai dạ anh Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Xem bữa nay cái đầu tiên như thế nào của chú anh chị. Cái con gì đào thấy ghê vậy anh Vũ? Này chú cũng như mình hả, gì đào thấy ghê vậy anh Vũ? Phải chú chung là hang cho hang trộn. Tôi chắc chắn là hang trộn á, không phải con gì đào bự gì đâu. Ủa sao bự vậy? Cục bành bành không à? Ừ, này đâu chuột đâu. Ừ. Coi khác cái lỗ rồi, cái hang gì vậy? Ủa kỳ vậy ta, cái hang đâu? Đây nè, đây nè, hang đây nè, đá cái này móc cái này nè, chuột cũng nhôm nào móc cái cục bự gì nè. Cái này chắc tròn đầu anh Vũ ơi, đâu có chuột nào đào cục cái đá. Ừ. Ủa cái hang có hang ở đây mà bự dữ không? Hang có đó đường mòn đi. Đường mòn hả? Rồi đào đâu ra dữ vậy trời. Hả? Trời trời, cái đạo gì mà không sập bẫy luôn, ghê chứ. Chú còn mới quá anh Vũ ơi. Thay không để ra lại luôn. Lại đi. Cái đầu tiên chết rồi cả nhà. Cái bẫy em thấy sợ, ở ngoài có người mẹ cuốn luôn cả nhà, hết biết khủng trời. Không sập luôn mới ghê chứ, chú còn mới tin. Để luôn quá, chú còn sáng giới cả nhà. Cuốn luôn đi. Suy nghĩ để luôn cả nhà. Anh Vũ nó dính con gì trời? Con gì anh Vũ? Dính con gì phát cười hoài trời. Trời ơi, đặt cái chân khô dính con rùa nữa. Thằng hiếm. Trời ơi, cái ở trên đây làm gì có rùa trời. Kỳ anh Vũ. Con rùa nó. Có nhiều rồi, có nửa ký không? Hơn. Coi, con rùa này có nhiêu? 8 lạng. 8 lạng xiền luôn. Thả nó đâu vậy trời? Hồi đi chỗ nào kiếm nguyên rồi. Nó ở trên gò nè, chứ không hỏi nước rùa này nè. Thả chỗ nào đẹp đẹp, thả để vô nữa. Ủa rùa này vô ăn chuối chưa ta? Ăn hết cho ăn mấy cái chuối luôn rồi nè. Con này có 8 lạng cả nhà. Giờ nó lũ lùi. Quá cái gì vậy trời. Ủa trên gò này có rùa trời. Hả? Trồn móc gì đây hả? Ừ, trồn móc nè. Gì mày đặt không dính đa, không dính rùa mẹ nó rồi, tới đâu dính nữa. Trồn móc rồi cả nhà. Lỗ này là trồn móc rồi.
cái bẫy đặt kính, kính mít gì mà dính rùa trời. Biết mà. Đi kiếm chỗ nào thả cái nhà ơi. Bẫy này là của Lai nè cả nhà. Hả? Cái bẫy này cũng im lắm á, thấy giống trống vậy đó. Bị đặt quấn trên cái đường nó bò vô nó đi qua qua lại là dính à. Ủa. Trời ơi, cái con gì hoàng tiêu của bẫy gì rồi anh Vũ ơi. Chứ ai đâu hoàng kiếm như vậy? Cái bẫy còn không? Có cái dính con gì không? Không thấy hoàng. Cái dấu cũ của mình. Nguy hiểm nha. Con tròn ủi đít, dơ đít ở ủi lại nè. Ừ. Ủi tới, ủi văn bẫy đó. Như kỳ vậy ta, đặt sao vậy trời? Đút đít vô. Hả, đâu quay đít lại ha. Đi ra nào đút đít vô. Ủi nó không móc chuối ăn kỳ vậy ta? Ủi sập cái. Phải thành móc. Chuối còn đẹp luôn, chuối ăn được. Ủi lật bẫy. Cái bẫy nó bị ủi đó cả nhà. Là đặt cái đầu nó ủi đít ủi tới. Sập bẫy tóc chạy. Hả? Bị gắn đây đặt có màu không? Bị gắn đây đặt đây thua rồi. Dám chừng đặt ngoài này luôn cái gì được mòn đây à. Ôi, chứ tưởng gì mà không phát đặt cái bẫy trộn này trời. Không kiếm đường mòn sao ra. Tao phát chứ tưởng đặt bẫy mòn ở lưới 40 không hết à. Sập không? Trực quốc luôn. Chỗ đẹp quá trời đẹp luôn. Chết luôn cả nhà. Chú còn mới tin. Bẫy sạch nữa cả nhà. Con gì đây? Ôi giống chuột. Hết biết chuột núi à. Chỗ gì nè. Nó ngon thấy bể luôn. Đặt không thấy dính con gì luôn. Lại là còn nguyên chuối không mà cả nhà. Lạ thiệt. Sập có cái cây. Sập rồi cả nhà. Trời ơi, sập dính chuột quét trời. Ôi dính chuột thấy ghét không? Trời ơi, quá trời kiến rồi. Để lại bắt em nó ra cô chú anh chị. Cái bẫy nào rồi của anh Vũ mà sập không dính thật à, cô chú anh chị. Nó chuột nhỏ á. Sập đó không? Hả? Sắp rồi. Không lẽ là gọi sóc móc chuối anh Vũ? Móc chuối sập xong dính. Bự không? Ở đây sóc dính còn nái nái không con nào nhỏ đâu. Sóc thì sóc bự bự. Sóc ở đây dính con nào nái bự bự không cả nhà? Sóc nó vô ra ngoài không vậy? Làm gì làm bữa nay cũng có trộn bỏ vô vô sách rồi cả nhà.
cái cây. Không luôn hả? Trời đất ơi, cái bẫy nó xảy hay là con tròn xảy cái gì mà nó không đợi luôn ta. Chú còn sáng vô không vô? Sáng. Chú còn sáng tươi à. Như kỳ vậy ta. Cái bẫy này rồi nó móc cái chân cái miệng bẫy mình không vô nữa, luôn rồi cô chú anh chị. Nó khôn quá. Móc lỗ ngay chân như vậy. Cắt chừng có gan này. Mà nó không vô. Quá khôn. Còn nguyên luôn. Hết ham. Trời ơi, chú còn mới tin gì. Thay mồi luôn của chú trẻ. Còn chú nói tôi thì nói xin vàng. Ủa không có vàng hả? Sao ta có người ta có nói cho chú sim vàng nữa nha. Sim vàng, sim trắng, sim đen ba loại á. Sập cái cây. Sập anh Vũ. Sập hả? Trời ơi. Sóc là trọng. Trường đu trọng á. Nó tư rồi. Rồi cái bẫy lớn này dính sóc khổng lồ luôn. Sáng về sáng này giờ chỉ có con này là mở hàng rồi cả nhà. Đưa cái bẫy nhỏ nó vô luôn liền được. Rồi quẹo luôn. Sóc nó to không còn gì nữa. Cái này nó chạy. Thôi rồi dính chuột này cả nhà. Sao thăm bẫy bữa nay. Thăm cái bẫy lại cái bẫy không có cái cảm giác dính như chân gì trời. Cái này mới mưa ngày hôm qua gì cả nhà. Mà thấy nước đồng dũng. Trời ơi cái bẫy sao kỳ vậy ta. Sập không thấy dính chân không biết kỳ cục thiệt. Bẫy sập cái gì mà không thấy dính nè cả nhà. Lạ quá. Vô móc phá đầy đủ luôn á. Đi ra dài cái bẫy này của chúng chị. Ai nói chuyện? Ai nói chuyện dữ? Đây là con cái nè. Trời ơi, sập dính chuột trời. Hết biết rồi. Bẫy nó ngon hết biết luôn. Cái bẫy này dính hai con liền của chú anh chị. Thì gần bữa nay làm nữa không? Hai con hai em tiền mà xài không được nghe em trồng khủng rồi. Cái này mà sập cái vật nữa là lụm nữa. Sập không vô? Hả? Cái gì? Đâu trời ơi trùng con đường rồi đổ ra cho nước uống thì sao anh Vũ coi nó còn mạnh không nó chạy không ê chạy à dính được em cả nhà anh bỏ đại xuống lên Vũ được rồi con ơi về cứu ha về cứu còn nó nghênh là cô chú anh chị nè thấy cưng chưa nó nhìn nè nó đừ rồi hả đừ rồi ăn hết chuối rồi thiếu mồi nữa nghe nè đó giờ lai cứu nó cô chú anh chị em trộn lại cứu tỉnh nè cả nhà đổ vô miếng nước cái nó là tóc chạy uống nó chạy liền
cái này rồi lôi cái bẫy của lại luôn nè. Đây sập dụng cái coi. Sập rồi hả? Sập là tới số nữa đó. Rồi chống quét rồi. Hả? Cái này sập bẫy hai lần nữa anh Vũ, sập hai lần lôi bẫy lần. Tôi bị sập vô cớ hai lần đó. Để luôn cái gì? Hả là thay chú mới, để luôn. Cái gì? Cái gì trời? Ở trong đây nó bỗng tót rồi, thấy ghê luôn. Hả? Ừ. Ở đây hô sập là dính trồng á. Tôm gà ở đây có dính đây con chuột nào không? Tôi không dính chuột nào luôn á. Ở đây là con cái nha cả nhà. Năm nay đặt trồng sao đâu kỳ vậy ta. 93 em cuối cùng. Cái 793 em cuối cùng. Chắc xài được con em một. Em đầu tiên quá. Em này lại uống cho uống nước thì nó yếu nữa. Kỳ cục. Lạ thiệt cả nhà. Rồi cái này còn có tinh luôn. Không sập luôn. Chú còn mới qua khỏi thai cả nhà. Cái này là cái này là của em Nhàn nè cả nhà. Một chú. Hai chú. Ký mấy không ạ? À? Ba chú. Có người ta là dở rồi cao rồi cả nhà. Từ ký mấy không à? Em này từ gián ký 2 nè. Ừ. Em này cơ bản chắc ký 1 nữa nè. Em từ ký 1 đến ký 2 nữa nè. Em này nặng nè. Em này từ gián ký 4. Ghé uống nước cả nhà. Này cái vỏ sách trộn của nó nè, dính trộn còn nhiều hơn dính chuột á. Thấy sợ chưa? Mà lại có con em một xỉu rồi. Đó. Thực tế cả nhà. Đây anh em nè. Đó. Nè. Một em nè. Hai em nè. Ba em nè. Khủng không em cả nhà. Em này 1,4 kg tròn nè. Em này tự dán 1,2 kg nè. Em này tự 1,2 kg đến 1,3 kg nè. Em chắc 1,3 kg quá Vũ. Rồi nhóm thôi. Rồi lại nhóm thôi. Nè anh nhóm thôi. Nhóm rồi. Nói em đó tự dán 1,7 kg. Ừ. Tới em tới rồi. Con phái cười hoài luôn. Mặt cái gác luôn cả nhà. Cái đó hả? Dính kiện luôn cái gì? Em nó vô mánh này cả nhà. Dính thấy ham mà. Sập không?
Hả? Dính sóc hả? Rung rinh cái bẫy thấy rồi. Bộ tấn cái gì móc lên lấy đồ tấn vậy? Móc. Hả? Móc chuối hả? Đâu? Ừ. Dính sóc cả nhà. Cái này là dính sóc khổng lồ này các chú anh chị. Cặp nữa dính gì trong rỗng. Thôi rồi dính thứ này là rồi vậy. Quái vật luôn. Hết biết rồi. Rồi rồi đúng là quái vật thèm vũ. Nó rút vô luôn á. Nó vô từ miệng luôn. Hả? Không, có cái kiến ngoài. Trời ơi nó bự. Quá trời rồi. Trời ơi. Này cô chú anh chị, một đống luôn. Để lại đem ra ngoài là chia sẻ sau chú chị. Lấy ký vô tôi luôn. Coi nó bự rồi cả nhà. Đi chơi bệnh đó anh Vũ. Trời ơi, con cá nó bự. Biết rồi. Để lại thả nó ra cô chú chị. Cái bẫy này. Nè nó lôi cặp ốc ma ra ngoài nó ăn cặp ốc mà cổ tay của lại cho cô chú chị. Đây nè, cái gì đây nè chú. Sập không? Cái gì vậy? Hả? Cái gì? Vậy mà đánh không dính cái ghê chứ. Ôi là trời. Anh thấy không? Nó đi mòn lẳng trong đó kìa. Chịt đó. Vậy mà không dính mới ghê á. Dính chuột nữa. Cái bẫy nó ngon gì mà không chặt luôn cả nha. Kỳ cục thiệt chứ. Chú còn mới tin luôn. Ở đây chắc chắn có tròn cho kỳ gì ta. Sập nữa cái nhà mình dính con gì á. Trời ơi. Chuyên môn dính chuột không ta. Dính chuột cứ gắn không là thua rồi. Chuột là chuột núi nữa cả nhà. Góc bên kia là trộn của bên kia nó ở không dính này thôi. Dính gì vậy? Hả? Trời ơi, nó vô ăn chuột hay vậy? Nó đi thẳng vô cái bẫy luôn. Bữa nay dính gì kỳ vậy trời? Quất con rắn không ngựa không lộn nữa.
đem ngoài luôn chú ơi. Biết cái này gắn vàng thả cho nó bò coi coi nó phùng dữ dữ anh chú. Sáng thì sáng sớm thì chứ nó con cái này đâu phải vô ăn chuột đâu, nó đi thẳng vô cái bẫy luôn à. Đi thẳng rồi á. Không phải ăn chuột. Trời ơi không nữa. Dạ. Cắn nó luôn kìa. Bắt nó đi. Để nó cạp. Cái cuối cùng của cái nhà này. Trời ơi các bạn dám dính chuột thành đoạn các bạn thấy mới ghê cho chuột. Anh đặt quấy tròn rồi bạn đặt cái quấy này thôi rồi vô kèo. À, nót túi cho tôi đi. Đi rút chuột ra. Cũng ngay cái đường mòn của trời. Anh Vũ ơi, cái con gì lỡ cái bẫy luôn vậy? À, lại con này, lại con này. Tôi không biết con gì luôn nữa. Hả? Anh lấy quýnh bẫy vào đây trời. Hả? Quýnh đó nó lỡ đứt sao? Ừ, nó ngồi cái đít quá trời lắng luôn rồi. Ừ. Lai thả bẫy cũng đã xong rồi cô chú anh chị. Thì Lai cũng mới vừa về tới nhà luôn à. Thì có làm sao thì làm cái clip để gửi ngắn ngắn cho cô chú anh chị xem chung vui với Lai nha cái nhà. Chuột con kiếm mấy à. Với được một em gắn con ngựa à, với một em sóc. Rùa thì có anh Vũ mà Lai cũng thả này, cô chú anh chị. Bởi vì Lai với anh Vũ là rùa là không có tính bắt rồi cô chú anh chị. Dính những mấy con đó thì Lai với anh Vũ có dính thì cũng phải thả lại hết rồi. Thì có nhiều thì Lai sẽ làm cái clip Lai gửi lên cả nhà xem với vui với Lai nhiều chứ sao giờ. Thì chỉ được một em ô ngựa với em sóc chứ chuột có chừng có cận ký mấy à, có nhiều đó à. Thì Lai cũng được em chọn thì không may mắn nữa rồi cả nhà. Chuối thì còn minh thiên luôn. Cuối clip cho Lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong việc nha. Lai xin hẹn cả nhà clip tiếp theo. Lai xin mến chào tạm biệt cả nhà.